này bỏ cái đầu luôn à. Đi ra tiệm cắt đi. Trời, ra tiệm cắt đi chèn nữa. Ủa nãy có úp cái muỗng dừa vô là hết sao? Tự nhiên úp cái muỗng dừa vô đầu. Chèn là chèn. Ý bà định định danh theo cái tô á. Nhân có hai anh em Thanh Trúc với Giàu đi gửi cho cô chú để mua thức ăn. Hiện bây giờ lớn tuổi rồi không có đi lao động gì hết á. Bây giờ chú với cô vậy chỉ có người quen người ta mướn thôi chứ bây giờ ai mà mướn. Chèn ơi là chèn. Tới công chuyện rồi cả nhà ơi. Cô gái 40 hớt tóc trong cụ 70 tuổi một cách hình rất là kỳ lạ. Chèn ơi là chèn. Vợ chơi cây phiểu hồi xưa bóp cái tô lên đầu kìa. Chèn ơi, vợ thương chồng ghê vậy. Chị gái này tên gì ông Chúc? Ai biết đâu. À, cô 40 tuổi. Sao hớt cho chú mà không đem ra tiệm hớt úp cái tô đồ ổng kỳ vậy? Để hớt đại đi, sao giờ mình nó không biết. Chèn ơi là chèn. Rồi bác bà. Rồi bà cắt bị nhâm nhở hay gì rồi nè? Cắt hết chút rồi. Cắt rồi hả? Rồi chú đó. Dám đưa cho cô cắt luôn hả? Chèn ơi. Rồi bà hớt sao hớt đi. Cái gì hết không đứt tóc gì vậy? Hay kéo lục hay sao? Cái kéo nó lục ngày ra. Trời đó, ông bà nhắm đứt tóc kìa kìa. Chèn ơi là chèn. Hớt xuống đây nữa sao mà hớt kìa không đứt tóc. Lứt cái lỗ tai ổng bây giờ. Cái gì đó. Trời nóng quá chú kêu cô cắt tóc cho mát ha chú. Dạ. Rồi cái lượt đâu cái tay cô bị làm gì? Này, em có tạc, tao nhớ à, có tạc hả? Trời ơi, tóc nó bay tùm lum đây nè. Ủa là cái tô trên đầu úp có tác dụng gì là giữ cái vòng tròn chính giữa lại hả? Chắc cô chắc để cái tô cho nó đẹp rồi chứ để mấy không. Trời ơi, bây giờ hớt ổng rồi sao? Hèn chi cái đầu nham nhở vậy. Mỗi lần sau lần trước mình quay chú thấy cái đầu lạ lạ. Là cô cắt đó hả chú? Bây giờ kêu cô sửa lại hay sao? Sửa chuyện này chắc bỏ luôn quá. Cái dụng này bỏ cái đầu luôn à. Đi ra tiệm cắt đi. Trời, ra tiệm cắt đi chèn ơi là chèn. Đều chưa? Chưa kìa, mấy bát này, mấy cái bát cao bát thấp kìa. Rồi ai sáng tới hất tóc úp cái tô lên đầu lạ vậy? Thôi được rồi, gỡ cái tô xuống đi. Chèn ơi. Tóc nhiêu chút tôi mấy anh em tôi cho tiền rồi đi ra tiệm hất đi cô ơi, trời ơi. Chèn ơi là chèn, sao mà úp cái tô lên đầu giống kiểu ông bà già xưa úp cái muỗng dừa lên đầu quá vậy? Cái đầu của ông cụ giống ông thọ quá à. Đúng rồi. Trời ơi, chú ơi, bả hết không đều này đang chỉnh lại một cái cho. Trời ơi, chỉnh cái máy kìa. Đây chỉnh nè bà cái nha chèn. Dạ tôi chỉnh đây. Này, ơi bây giờ chú ngước cái đầu lên cho khán giả nhìn coi. Trời ơi, cái máy. Bây giờ chú muốn hết sao? Hết cho nó đều lại máy lại ha. Chèn ơi, bả hết cái đầu. Chỉnh lại cho nó đỡ đỡ chứ bây giờ bà hết cái bát bên cao bên thấp luôn chèn. Còn cái chõm trên đó là chị hết đó hả? Hay cái này hết. Không có cái chõm ở trên này á là ổng gụng đó hả? Là gụng tóc á. Rồi sao mình không mua tóc giả mình đội lên chèn. Trời ơi. Cho ổng đều với ông cái đầu ổng lượm chõm bà cắt kỳ quá trời luôn kìa. Đâu có nhiều tiền đâu mà lên cao luôn đi. Tại vì vừa đây đang chỉnh cho chú ra cho nó gọn ra. Đừng có cười chè, cười ở ngoài ông vung cái tay ông vung kìa. Để lại ông cắt chết hẹo luôn. Đừng có cười.
đâu gờ đâu, tại nó mắc cười chứ đâu gờ. Mắc cười. Có cái lượt không, có đâu có lượt hả? Không. Chú ngước lên chú. Chàng ơi. Sao con trai mà cô dám hỏi chảo kỳ vậy? Tại vậy hồi đó em bệnh á. Trời ơi, không có nhiều tiền hết. Em bệnh em đi bệnh viện Khánh lần lần rồi đó. Tưởng em chết không đó. Đừng mắc ha. Đừng mắc không đó, bỏ lại con cái không đó. Con nó khóc quá trời khóc luôn. Này chơi cái đầu mô đen quá trời, trẻ lên mấy tuổi luôn nè. Hay chồng có đi làm hả? Để làm mẹ qua đúng rồi, thôi chút. Là làm bữa kiếm bữa gì đó hả? Dạ. Làm bữa gì sao có tiền tiền. Nó làm liên tục với cái tiền nhá. Trời ơi sao ra nghĩa địa hớt tóc kỳ vậy? Sao đâu nhiêu tiền đâu mà không đi thợ hết. Chàng ơi là chàng. Được chưa? Được chưa anh? Được chưa? Từ từ để bà thẩm định lại đi. Trong khán giả nói mình hết xấu nữa, bà sửa giùm bà thôi. Rồi lên coi chồng cô được chưa chị? Chị hết luôn không? Không, không, không hết luôn không? Hết giùm luôn cho. Nè, chở kéo cô nè. Để cô nhìn coi. Để coi. Ủa, nãy cô úp cái muỗng dừa vô là hết sao? Tự nhiên úp cái muỗng dừa vô đầu. Chèn ơi. Chèn ơi là chèn. Ý bà định định danh theo cái tô á. Đây này có cái kéo tỉa, tỉa mỏng là được. Hay bây giờ chúng chú có hết bỏ cái này luôn không? Hớp mở hai cái bát luôn vậy nè. Nhìn được không? Rồi sao nhìn được không? À, bây giờ cho chú cho ông coi cho đây nè. Quay cái điện thoại cho ông coi hợp lý chứ muốn chỉnh cho nào. Để mất công đi là không ai chỉnh đâu nha. Đẹp trai lên không? Nè được chưa? Chốt đơn chưa? Có xuống sửa cho nào không? Quay cái bát lên đây. Rồi được rồi. Vậy được rồi. Gọn gàng lên rồi đúng không? Dạ, rồi. Cô có hết luôn không? Không. Còn lỗi lại gì hết được. Sao không được? Hết theo cái kiểu cũ nè. Không có được. Chàng ơi, tự nghiệp bóng không? Ông hết mà úp cái tô cái muỗng dồi rồi hết cái gì chàng? Cô ngồi sát sát chú đi. Đã thả dồi xuống rồi. Mà chú cho con hỏi nè, mỗi lần hớt là bả hớt vậy không ạ? Thấy cái đầu lam nham nhở tùm lum vậy? Bả hớt gì không? Chàng ơi, hớt đâu bao nhiêu tiền đâu mà cái đầu chú này nè, sao chú không cạo luôn cho nó? Sao chú thích để cái đầu này lạ hả? Nè bây giờ lần sau con chỉ chú rồi chú hớt cao lên luôn, đẩy hết lưng lưng. Mình giống như mình cạo sát thì mình vẫn để cái chậm hói như vậy nè. Hết sát không đó, nó ra vậy nè. Chàng ơi, hai vợ chồng ra đây hết. Để khỏi quát đa tóc luôn. Sao chú cho bà hết vậy? Chú không sợ xấu hả? Không, không sợ. Chàng ơi, mà bây giờ cô chú đâu có đi đâu đâu mà đúng không? Vòng vòng ở trong Trà Mã thôi mà. Cô thấy cái đầu hớt vậy được chưa? Được rồi, có cần chỉnh lại gì không? Không. Đây.
cô chú ở trong cái khu chợ mã này đó hả? Dạ. Rồi hàng ngày công việc của cô chú là làm gì để sống? Dạ, ai mướn gì mà. Trời ơi. Hay vậy. Hôm qua đang cái anh đó anh điện đang đi mặn vỏ chỗ gì? Vỏ dừa đang trẻ anh ta đó. Làm vậy được bao nhiêu tiền một ngày? Ngày tôi cho đó hẳn có 60.000 cái gì. Hai vợ chồng. 20 cái giờ. Rồi hai vợ chồng đi làm có 60.000 một ngày thôi. Gì á? Trời ơi, rồi hàng gì đâu có tiền đâu ra mà hất cái đầu cho hoàn chỉnh chị em. Cái tiền không, ăn không có là mà nó lấy gì mà tiền để hớt tóc. Mình ở ngoài cái khu này nè, thấy sợ không cô chú? Không. Không sợ. Cái này là cái mã nghe nó này là chị ngồi là cái mã của bà gì của cô chị chết hôm trước nè. Đã chết. Còn cũng 70 tuổi còn gân cốt ha. Bả năm nay 40 ngoài. Kêu bằng chị đi cho trẻ chứ kêu bả bằng cô bả lớn quá. Chàng ơi sao đó xưa lấy vợ trẻ dữ vậy chú? Là... chú hỏi chú là lúc trước chú có vợ nào chưa? Hai trai mới lớn gặp bả là ưng bả luôn. Cô cũng chưa có chồng luôn hả? Chàng ơi là chú bị lỡ thời rồi, gặp gái mới lớn. Là cô gặp chú là ngay là thời điểm nào ta? Vô đây ngồi nói chuyện chơi luôn em trai. Vô đây. Thôi được rồi. Hả cô? Cô gặp chú là thời điểm nào? Chú cô kể cho con với khán giả nghe. Dạ, thật là hồi xưa mà quen biết nhau rồi gặp đất với nhau ở luôn. Cô nói sao nhưng mà chú về ở chung với cô luôn hay gì? Chú cô dụ ổng về cho nó thôi ông chung sống với tôi. Rồi chú đồng ý luôn hả? Đồng ý về trở về. Chú đồng ý là chú không suy nghĩ gì luôn hả chú? Ừ. Vậy là mình lâu rồi mình không có được một tình cảm của người phụ nữ cái được cô tặng là chú đồng ý luôn ha. Rồi cô chú có con gì chưa? Có. Giờ đi làm xa chứ ngày đâu có. Dạ. Thì nói rồi thì thấy cái đây rồi tôi về tôi mặc tôi nuôi tới giờ luôn đó. Cái đây em hồi đó bị phong vật á, bà tới 15 tuổi rồi á, tận chết không á. Mặn nó được cái gì? Ừ, tận mất không à. Rồi bữa hổm nó đi một lần nữa, đi bệnh viện cũng một lần nữa, tận chết không nữa. Thôi đừng có chết. Tận mất không à. Ông bà che chở rồi sống đó. Là hai dòng về với nhau là ai mướn gì làm đấy là nuôi sống nhau ha. Dạ. Bây giờ có ông già nuôi bây giờ hiện tại giờ nằm trên băng ca của mày được không? Mày Long Xuyên đây kìa, chứ sàn không có thớt nha. Chú cái cấp mà chú lấy cô á. Rồi gia đình bên chú ngăn cản hay sao mà ngăn cản kỳ vậy? Chú lớn tuổi rồi mà cô chị này cũng còn trẻ mà, nên thấy cũng hợp mà. Không có ngăn cản gì đâu. Sao hôm bữa nói là dắt về trốn gia đình vậy mà? Giấu dạ. Gia đình vậy mà? Tại ổng hơi khó tránh gì đâu chứ không có gì. Trời ơi, con trai mình 70 tuổi được lấy vợ trẻ như vậy rồi mà sao không chịu nữa? Dạ ông hết ngăn cản rồi, còn ngăn cản gì nữa giờ? Còn ngăn cản gì nữa? Còn chỉ lúc mà. Ai có gia đình. Rồi gia đình bên chị có ngăn cản chị lấy chồng lớn tuổi không? Không. Lớn gần 30 tuổi luôn. 30 tuổi chứ ngăn gì. Có ai ngăn cản trời đâu. Ơi. Giờ tới giờ luôn đó có ai ngăn cản đâu. Hồi đó cô trẻ tuổi cô đem lòng thương ông chú 70 tuổi nè. Rồi cô chú ông bà đồ anh chị đồ có mấy người ta có nói là lấy chồng lớn tuổi sau này sẽ khổ không cô? Có hồi đó là cô là già cái nó hết. Rồi sao? Nó nói là con ơi sau này đó con có chồng á con có khổ gì mấy nữa rồi nó mặn nó nuôi con gánh vác hết trơn. Rồi má mắt rồi là nó nuôi con. Hồi đó bà già bà kể lại cho con cái nghe rồi, trước khi bà mất là bà chối hết trơn
giờ mấy anh dạy cho bà ngồi trên bàn thờ buồn buồn mới nhớ bà hưng hộ khóc ên. Dùng hồi đó dùng cô dùng cách nào mà cô đem lòng thương ổng? Đó là đi ổng có bà gì ổng dắt đi lên chảnh đó. Ừ. Lên chảnh ổng mà rồi ổng mới nói ổng nhiều khi ổng cứ cho tiền đi về xe thôi. Tiền ăn uống là không có gì mấy. Ai cho tiền về xe? Ổng. Sao mới gặp lần đầu mà cho tiền? Tại vì gặp ổng mà ổng nói thôi giờ em đi về dưới đi. Chắc đó là quen biết chưa? Quen rồi, quen chắc đó là con nhỏ con gái thôi, còn lớn rồi nè. Nhỏ hơn nữa, còn ảnh trong tay là. Vậy là chị là có chồng sao hả? Có chồng trước có con rồi hả? Đúng rồi không? Đúng rồi. Ông chú này là ông hốt gì? Gái mới lớn luôn. Ông đổ vỏ hả? Đổ vỏ. Bây giờ con gái bây giờ nó cũng bự rồi, 16, 17 tuổi. Ủa, rồi. Ủa, vậy là ổng đổ vỏ luôn. Chàng ơi. Bây giờ là ổng ở là mười mấy năm rồi đó. Mà bây giờ là không, tại sao không có con với ổng nữa? Yếu quá hả, sao? Như là không phải có con, tại vì thấy eo hẹp quá à. Trời, bây giờ ổng... Bằng cảnh là eo hẹp, phải không có con đâu. Ổng đẻ cho ổng đứa. Là ai là cái người gù giúp? Thì gù ông chứ. Gù ông sao? Chỉ cho chia sẻ lại cho cô cho người ta biết coi. Chị chia sẻ coi. Mà lần đầu tiên làm sao mà gù được không? Hèn chi gì lý do đó là gia đình chú mới ngăn cản. Là lúc đó mang cái bụng bầu về rồi ông nước về đâu ai chịu đâu. Có con. Chú cho con hỏi nè, bây giờ con gái chú á, có thương chú như cha ruột không? Có đúng không? Tại vì chú nuôi nấng từ nhỏ đến lớn mà. Nó ở đâu? Ở đây hay đâu? Nó giờ nó ở trên Bình Dương ở chỗ chăn ở chỗ cái gì đi làm chánh ha. Đi làm chánh. Đang đi làm, bữa nay nó về nè. Vậy hả? Rồi hồi đó là sao mà thấy ông lớn tuổi rồi gặp là thương ổng liền là sao, suy nghĩ sao, người lớn tuổi sẽ thương mình nhiều hay sao chị? Thương là mấy người lớn tuổi sẽ thương mình nhiều hơn. Ừ. Thương con cái này đủ. Cấp đầu tiên là không quánh không đạp, không nhộng nhạt, người thương không có vụ cái đầu nè. Trời ơi. Yeah. Đầu đó giờ luôn hay gì? Hầu đó luôn. Ừ. Thấy ổng sao chưa thương? Thấy ổng là cũng tóc gì nè, thương luôn nè. Hiền. Cho lần sau đến là ổng hiền, tính hết hiền hậu. Không quánh đập vợ con. Như là không quánh đập vợ con, không quánh bật tay nổ chân từ hồi đó luôn. Trời ơi, mấy năm rồi đó. Cô gờ ghét mà ổng không lên tóc nổi luôn kìa. là thường là cô gờ vậy đó chú. Hay vậy. Mà mình thì bập bụp 40 tuổi, ổng thì 70 tuổi, hai vợ chồng mình sống rất là hòa thuận luôn. Rồi hồi đó là mình đem lòng thương ổng. Dạ. Rồi có thấy ổng lớn tuổi rồi có ngại không? Cái ngại gì đâu. Ngại gì hả? Cũng bình thường, sống cũng bình thường. Rồi hai người thường là ổng là thường á. Cũng hứa hẹn là sẽ lo cho chị không? Đó. Chú hồi đó chú làm sao mà chú thương bả, kể cho con nghe coi, thương bả là cái gì? Thương bả trẻ tuổi hay sao? Thương bả có tật có nguyền rồi mà ăn không được. Dạ. Yeah. Rồi về đi mình sinh sống với nhau mà nuôi với nhau cho nó trọn vẹn. Trời ơi. Vậy là thương chú bả lần đầu tiên là ai là gù trời gù? Chú gù hay bả gù? Ai người đem lòng thương trước á? Thì bả nó đây nói trước thì tôi nói thôi giờ vậy thì thôi vậy. Vì thương nhau đi, về lo bà lắng cho con cái với nhau. Bà nói trước hả? Ừ, đi về thương hả? Nhau đi, về lo lắng con cái với nhau. Bà nói trước hả? Ừ, để người nó không có lo cho nó được, rồi nó trách nó phiền nữa. Cái đầu của cô chú là bà gờ gì hoài đó hả? Dạ. Gờ không lên tóc luôn rồi trời. Cô ngủ thường là thấy không? Cô ngủ thường là cô gờ đầu vậy đó hả? Dạ. Hồi nãy giờ là cô thấy là cô gờ nhiều dữ lắm rồi. Quen hay gì cô? Quen rồi. Trời ơi. Gờ cái gờ chỗ chính giữa không có tóc luôn. Chào quýt đầu ổng rồi kìa. Hay rồi. Cái thương là cách đầu tiên đó là thương là đến với nhau.
Rồi hai vợ chồng mình làm công việc gì sống mỗi ngày? Thì đang mặn. Ai kêu về mặn ấy? Mặn cái này. Giờ kiếm tiền mà mua thuốc uống là kêu bậy bạ, giờ kêu uống vậy sống. Còn tháng giờ trời thấy chết cũng quá chết. Không ai cũng mất hết trơn, cả ông già nuôi già nằm ở ngoài rồi còn tiếp hơi cũng ngoài nữa kìa. Và còn không có tiền đi nữa. Than thở hồi sáng này là tính đi ra ngoài thăm đó mà chưa đi nữa. Rồi có làm hôm bữa đi dọc đường gặp hai người đang nằm kìa, là bữa mình mệt quá ha. Dạ. Bữa nay mới lại tới nhà nè chàng. Dạ. Rồi sao thấy vợ chồng của người ta ta đi là ông bà chở xe đồ, ông bà có biết chạy xe không? Không. Đi lộ bộ không hả? Lộ bộ không à. Người đi đám đi tiệc rồi sao? Đi đám đi tiệc đó là mình đi gần gần đây. Rồi đi. Không có đi xa gì mấy. Đi đến đâu là mệt ngủ đến đó hả chị hả? Mệt là mình nghỉ. Chàng hèn chi là hai bữa hai vợ chồng lót lá nằm. Lót lá nằm đó, nằm lại nghỉ mệt đó. Sao hai vợ chồng không tập đạp xe đạp đi? Thôi tập gì làm gì giờ? Chàng ơi, không biết đạp xe lấy gì người ta đi mướn đi làm mà có cải thiện thu nhập được. Chàng đi bộ không mà đâu có cần gì đi xe chị. Rồi đi đâu là hai vợ chồng cũng đi có nhau vậy hả chú hả? Dạ. Chàng ơi, ông thương vợ ông dữ vậy chàng. Chú hồi đó là chú nói sao mà bà thương chú? Chú có tuyệt chiêu gì không? Có chiêu gì không nói đi. Có gì đâu thì nói làm sao thì bà nói làm sao thì đồng ý vậy thôi chứ có biết rồi, sao giờ. Rồi bà là có chiêu gì? Lần đầu tiên bà xài chiêu gì là để ngủ được trời ông lão? Nói giờ bà nói vậy tôi mặn không có được, tôi không có tiền nuôi con cái thôi, anh về anh không sống với tôi mặn nuôi con cái. Vậy là bá vô luôn đó hả? Ừ. Trời trai dở dữ vậy. Chứ bả mặn gì được vậy giờ. Trời nhỏ tóc bạc ổng kìa, thương ổng ghê không? Nhỏ biết mà không còn cầm tóc gì vậy. Chứ biết sao giờ mặn không được rồi, có mặn gì rồi ấy đâu. Thương ổng dữ không? Bả thương dữ không? Thương dữ gì vậy? Thương dữ là mấy hung nè. Nghe vuốt đầu chứ không còn cầm tóc luôn gì vậy. Cái đó là không có lên tóc hay là sao? Không có lên, từ đó luôn. Vậy đó hồi đó giờ vậy đó chú. Dạ. Vòng vòng có tóc rồi bên kia không có tóc. Ừ. Hay là bả gờ nhiều quá hay gì trời. Gờ nhiều quá láng ha. Dạ. Hai vợ chồng mình là bữa nay ở nhà là đi công việc á, ai kêu gì làm đấy. Dạ. Thấy như bả đâu có làm nổi đâu hả chú? Có làm nổi đâu. Chú làm nuôi hả? Ừ, đi gánh vác không à. Có làm nổi đâu. Có làm nổi đâu bà, cái đang vậy thì sao làm đâu có được. Ai kêu gì ở đây làm không à, đâu có làm đâu, có nấu cơm được đâu, nấu cơm nữa là bị điện giật không, tận bữa hổm được hai bà con vô một chỗ rồi yeah. Bị điện giật á, giờ đâu. Tới giờ là gặp là điện giờ xả rồi. Mày nấu cơm không được lấy gì ăn vậy? Ông nấu. Ông nấu rồi ai làm đồ ăn? Ổng làm luôn. Cho ổng làm đồ ăn. Đem lòng thương một cô gái chỉ mới 40 tuổi thôi, đem lòng thương ông lão mà ông lão phải lo từ A đến Z. Từ miếng ăn giấc ngủ luôn. Làm hết tất cả mọi việc luôn hả chú? Làm hết tất cả mọi việc luôn. Nghĩ làm sao mà mình lo vậy chú? Chú suy nghĩ làm sao mà lo người vợ trẻ mà mình phải lớn tuổi à? Hơi đúng lý là bả phải lo mình chứ. Suy nghĩ giờ có tật mần ăn thì mần cái gì không được rồi làm sao giờ thì mình phải chịu thôi, mình phải cố gắng mình làm để trao chú phần quà. Đây là tiền cá nhân của hai anh em Thanh Trúc với Giàu để gửi cho cô chú để mua thức ăn. Hiện bây giờ lớn tuổi rồi không có đi lao động gì hết á, bây giờ chú với cô về chỉ có người quen người ta mướn thôi chứ bây giờ ai mà mướn. Chàng ơi là chàng. Hớt tóc mà ngồi ngay nghĩa địa hớt thấy thương quá chèn ngay. Và Giàu và Thanh Trúc miền Tây xin cảm ơn quý ông bà cô bác đã, anh chị đã xem clip. Kính chúc ông bà cô bác anh chị một ngày với vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.